Ngày 27 tháng 2 tại trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toàn, thành đoàn Uông Bí phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường năm 2023. Tại buổi tuyên truyền thông qua các câu chuyện xảy ra trong thực tế, những câu hỏi giao lưu, cán bộ đoàn viên viện kiểm sát công an thành phố đã tuyên truyền đến các em học sinh khối 8 và khối 9 nhà trường một số quy định của pháp luật về hành vi xâm hại tình dục những nội dung kiến thức về kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục kỹ năng nhận diện tội phạm nhận biết nguy cơ bảo vệ bản thân như kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực học đường buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về các quy định của pháp luật liên quan đến bạo lực học đường và kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại tình dục đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình nhà trường và toàn xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa ngăn chặn các hành vi bạo lực và xâm hại tình dục góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho thanh thiếu niên và học sinh những năm gần đây tình trạng bạo lực xâm hại tình dục trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp nghiêm trọng trong bối cảnh đó việc tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục ngay trong nhà trường được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng này